Trước đó cùng ngày, một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo châu Phi đã đến Kiev trong khuôn khổ một sứ mệnh trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Phi với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã kêu gọi Ukraine và Nga giảm leo thang xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema nhìn nhận điều quan trọng đối với lục địa châu Phi là đóng góp cho hòa bình ở Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Comoros Azali Assoumani, người hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu-AU, cho rằng một hiệp ước hòa bình ở Ukraine cần phải được thực hiện thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên đề xuất ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu hồi tháng 11 năm ngoái, khi ông đưa ra một công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó dự kiến việc Nga rút hoàn toàn quân khỏi Ukraine và Kiev khẳng định đó là con đường khả thi duy nhất dẫn đến hòa bình. Đầu tháng 6 này, giới chức Ukraine cho biết nước này vẫn chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình, vì nước này đang cố gắng thu hút càng nhiều quốc gia Nam bán cầu tham dự. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể sẵn sàng loại bỏ một số rào cản để Ukraine gia nhập liên minh quân sự dễ dàng hơn. Phát biểu bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các nước đồng minh sẵn sàng đồng ý bỏ qua một số quy trình ứng cử cần thiết cho Ukraine, do đó Đức cũng sẽ cân nhắc điều này. Tuy nhiên, ông Pistorius bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO trong lúc xung đột tiếp diễn. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, hiện tại NATO vẫn sẽ duy trì các cam kết của mình với Ukraine để Kiev có thể giành chiến thắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước này sẽ đầu tư hàng trăm triệu euro để phát triển máy bay, động cơ và nhiên liệu hàng không phát thải thấp trong những năm tới. Tuyên bố trên của Tổng thống Macron được đưa ra trước thềm khai mạc triển lãm hàng không Paris vào tuần tới. Đây được xem là một sự kiện quan trọng của ngành hàng không vũ trụ toàn cầu. Phát biểu trong chuyến thăm hãng sản xuất động cơ phản lực Safran ở ngoại ô thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ dành 200 triệu euro cho hoạt động nghiên cứu máy bay và động cơ. Các khoản tài chính công và tư nhân cũng sẽ được tập trung để phát triển các máy bay cỡ nhỏ chạy bằng điện hoặc hydro và nhiên liệu tái tạo, trong đó bao gồm cả nhà máy nhiên liệu sinh học ở Tây Nam nước Pháp. Hàng không là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Pháp, với các công ty hàng đầu bao gồm Safran, Airbus và Dassault. Theo cơ quan thống kê quốc gia INSEE, trong năm 2020, ngành hàng không đã tuyển dụng 691.000 nhân sự, tương đương 7% lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp của Pháp, và tạo ra doanh thu hàng năm là 186 tỷ euro. Thực tế, không phải mọi chính trị gia đều đồng tình với Tổng thống Macron về khoản tài chính bổ sung để phát triển máy bay phát thải thấp. Ngoài ra, ngành công nghiệp hàng không của Pháp nói riêng và châu nói chung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua tìm kiếm những giải pháp thân thiện với môi trường. Các quan chức du lịch Croatia đang dự đoán một năm kỷ lục cho lĩnh vực này sau khi nước này gia nhập khu vực tự do di chuyển Schengen của Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm nay. Điều này đã thúc đẩy số lượng du khách đến bờ biển Adriatic tuyệt đẹp của nước này. Du lịch chiếm 20% nền kinh tế Croatia. Và sau sự sụt giảm trong đại dịch COVID-19, lĩnh vực này đã phục hồi vào năm 2022 và dựa trên kết quả trước mùa hè, các quan chức kỳ vọng xu hướng tích cực sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm nay. Giám đốc Hiệp hội Du lịch Croatia, Kristijan Stanisic, cho biết lượng khách lưu trú qua đêm đã tăng 11% so với năm 2019, với lượng khách du lịch tăng kỷ lục. Lĩnh vực này đã đạt doanh thu kỷ lục hơn 13 tỷ euro, tương đương 14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và dự kiến doanh thu thậm chí còn cao hơn trong năm nay. Tuy nhiên, tại thị trấn Zadar lịch sử của vùng biển Adriatic, nơi được bao quanh bởi các công viên quốc gia và tán tích của khu phố cổ là di sản được Liên Hợp Quốc bảo vệ. Những người dân địa phương cho khách du lịch thuê nhà của họ đã chỉ trích về chiến lược đầu tư của chính phủ với lý do thiếu khách sạn và một sân bay lớn hơn. Croatia đã gia nhập khu vực Schengen cũng như khu vực đồng tiền Trung châu vào ngày 1 tháng 1 năm nay, cho phép du khách từ khối này đi du lịch nhanh hơn và thanh toán dễ dàng hơn. Hàng trăm con diều với màu sắc rực rỡ đã tô điểm cho các bãi biển của đảo Fano, Đan Mạch trong một lễ hội diều được tổ chức tại đây. Sự kiện có sự tham gia của những người yêu thích thả diều từ khắp nơi trên thế giới tham dự sự kiện ở Fano trên bờ biển phía tây nam của Đan Mạch diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Những bãi biển của Fano là điểm đến yêu thích của những người đam mê thả diều, nơi có những con gió biển thuận lợi cho việc thả diều.
Năm nay, các nghệ nhân của Trung Quốc đã được mời trình diễn cách họ làm diều và trình diễn việc thả diều tại lễ hội. Hưởng ứng ngày rừng nhiệt đới 22 tháng 6 năm 2023, Peru đã cho triển khai một dự án trồng rừng thí điểm, trong đó sử dụng robot để hỗ trợ gieo hạt với hy vọng tái sinh Amazon. Đây là nơi rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới và sự đa dạng sinh học ở đây đang bị hủy hoại. Theo tổ chức phi lợi nhuận Những Người Gác Rừng, việc đưa một robot cánh tay tham gia vào quá trình bảo tồn Amazon có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi và người dân địa phương có thể học hỏi về công nghệ, có thêm công cụ để chiến đấu với những kẻ phá rừng. Những người khai thác gỗ bất hợp pháp hầu như có công nghệ tiên tiến và họ có thể phá hủy rất nhiều khu rừng. Chúng ta có một robot giúp trồng cây, kéo người dân địa phương tham gia vào công nghệ. Từ đó, mọi thứ có thể tốt lên. Robot này có tên Yumi, là phiên bản chạy bằng năng lượng mặt trời. Robot được kết nối bằng Wi-Fi vệ tinh năng lượng mặt trời để cập nhật từ xa, từ một căn cứ của ABB ở Thụy Điển, cách đó 12.000 km. Robot này rất nhanh nhẹn, có thể gieo tất cả các loại hạt giống trong khay ươm. Qua đó, giúp giải phóng nhân viên kiểm lâm khỏi nhiều công việc. Từ đó, họ có thể tham gia vào các nhiệm vụ khác trong dự án tái trồng rừng. Robot có thể xới đất và gieo hạt giống vào trong mỗi hộp, mỗi lần 16 hạt. Sau đó, chúng tôi đưa các hộp này vào vườn ươm để chúng nảy mầm. Hiện mỗi ngày, robot này có thể trồng khoảng 600 cây một buổi sáng, tương đương làm lượng công việc trên diện tích bằng 2 sân bóng đá. Ông Denis Del Castillo thuộc Viện Nghiên cứu Amazon cho biết rừng Amazon đang gặp lâm nguy. Do vậy, những người làm công nghệ, nghiên cứu khoa học và có kiến thức về rừng nguyên sinh cần chung tay phối hợp để cứu Amazon. Ông bày tỏ tin tưởng rằng rừng Amazon hoàn toàn có thể được cứu. Đầu tuần tới, Ủy ban châu sẽ đề xuất những thay đổi về ngân sách dài hạn của Liên minh châu hỗ trợ cho Ukraine trong những năm tới nhằm đối phó với chi phí trả nợ do cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Vandis Dombrovskis cho biết năm nay Liên minh châu đang cung cấp 18 tỷ euro, tương đương 19,67 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng Ủy ban muốn tìm một giải pháp ổn định lâu dài hơn để Kiev có sự chắc chắn về tài chính để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Vandis Dombrovskis nhấn mạnh, EU sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ tài chính bền vững và có thể dự đoán được sau năm 2023 để duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô và hỗ trợ tái thiết đất nước. Các quan chức Liên minh châu ước tính, dư địa trong ngân sách dành cho Ukraine có thể vào khoảng 20 tỷ euro mỗi năm, thêm vào là hơn 80 tỷ euro từ năm sau cho đến năm 2027. Hiện các kho bạc của Liên minh châu đang cần tiền do lãi suất tăng, làm tăng mạnh chi phí trả nợ đối với 800 tỷ euro mà chính phủ EU sẽ vay và chi tiêu vào năm 2026. Với kế hoạch này, nếu không có nguồn lực mới, từ năm 2027 trở đi, EU sẽ phải cắt giảm ngân sách hàng năm để trả nợ hoặc các quốc gia thành viên sẽ phải tăng đáng kể mức đóng góp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính của Đức và Hà Lan đã loại trừ khả năng đóng góp nhiều hơn vào kho bạc của EU. Thay vào đó, Ủy ban EU sẽ phải tiết kiệm để đáp ứng các khoản thanh toán lãi suất cao. Nhiều hộ gia đình tại thủ đô London, Anh đã được lắp đặt miễn phí các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi năng lượng xanh trong cộng đồng. Trước áp lực giá năng lượng tăng cao và tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng, hai nghệ sĩ Anh là Hilary Powell và Dan Edenstein ở London đã sắp xếp lắp đặt các tấm pin mặt trời tại nhiều ngôi nhà trên đường phố thông qua dự án Power Station. Hai nghệ sĩ đã huy động được khoảng 140.000 đô la Mỹ thông qua huy động vốn cộng đồng. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, hai nghệ sĩ kỳ vọng sẽ giúp đỡ được nhiều người dân giảm bớt được gánh nặng tài chính trong bối cảnh lạm phát giá năng lượng nhờ việc chuyển đổi sang sử dụng điện mặt trời với giá rẻ hơn mà lại giúp bảo vệ môi trường. Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch của một con khủng long ăn cỏ mỏ vịt có niên đại khoảng 72 triệu năm trước trên vùng đồng bằng miền Nam Chile. Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances, loài khủng long đã được đặt tên là Gorgon Nanoi, được cho là có thể nặng tới 1 tấn và có chiều dài lên đến 4 mét. Và năm 2013, một đoàn thám hiểm do Viện Nam Cực Chile dẫn đầu đã phát hiện ra những mảnh xương màu vàng nhạt ở dưới chân một ngọn đồi gần điểm du lịch Torres del Paine. Phát hiện này là khởi đầu của một cuộc tìm kiếm kéo dài gần một thập kỷ.
Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã kéo tới công viên ven sông thủ đô Seoul của Hàn Quốc để kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt của nhóm nhạc đình đám K-pop BTS. Tại lễ kỷ niệm ở công viên sông Hàn, người hâm mộ đã chụp ảnh lưu niệm và tham quan nhiều hiện vật khác nhau của nhóm BTS, bao gồm cả bức tường lịch sử của nhóm nhạc, ôn lại kỷ niệm về ban nhạc yêu thích của họ. Hiện nay, nhóm BTS đang tạm nghỉ vì 2 trong số 7 thành viên hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trưởng nhóm của BTS có buổi nói chuyện với người hâm mộ, sau đó là màn bắn pháo hoa trên sông Hàn. Các phương tiện truyền thông địa phương ước tính có tới 300.000 người tham dự sự kiện.